nhu cầu giao dịch hạ nhiệt tại hầu hết các phân khúc bất động sản thành phố Hồ Chí Minh. Theo nghiên cứu của bấtđộngsản.com.vn, trong tháng 4, lượng tin giao bán sản phẩm đất thổ cư, đất nền dự án, nhà phố, biệt thự và căn hộ chung cư tại thành phố Hồ Chí Minh đều ghi nhận mức sụt giảm từ 4 đến 17%. Cùng với đó, nhu cầu giao dịch bất động sản cũng giảm mạnh ở mọi phân khúc. Cụ thể, lượt tìm kiếm sản phẩm nhà riêng lẻ tại thành phố Hồ Chí Minh giảm 23% so với tháng 3. Nhu cầu tìm mua căn hộ chung cư, đất thổ cư, đất nền dự án, biệt thự, nhà phố đều giảm lần lượt từ 6 đến 16%. Bất động sản Long Thành không dành cho đầu tư lướt sóng. Gần đây, bất động sản Long Thành sốt nhờ sức nóng của dự án sân bay, dân đầu cơ kéo về lướt sóng làm giá khiến cho thị trường nhiễu loạn. Các chuyên gia nhận định, bất động sản Long Thành tiềm năng nhưng đó là tiềm năng trong dài hạn. Nhà đầu tư cần phải nhìn vào thực tế, hạ tầng giao thông, tiện ích, nội ngoại khu và hạ tầng xã hội khu vực này vẫn còn đang trong giai đoạn triển khai. Để đưa vào phục vụ nhu cầu ở thật thì cần phải có một thời gian dài. Nếu chọn cách đầu tư tích trữ chờ giá tăng mỗi ngày, rất dễ rơi vào bẫy lợi nhuận của cò đất và chết vốn. Giá văn phòng cho thuê Hà Nội tăng vì thiếu cung. Theo ước tính, Hà Nội có thêm 6.300 doanh nghiệp đăng ký mới trong 4 tháng đầu năm 2019, tăng 16,2% so với cùng kỳ. Thực tế này đã đẩy nhu cầu thuê văn phòng lên cao, tạo sự sôi động cho thị trường văn phòng cho thuê thủ đô sau thời gian điều hưu. Cầu tăng, cung hạ khiến cho giá thuê văn phòng tại Hà Nội đang có xu hướng tăng. Cụ thể, giá thuê trung bình hiện đạt mức 20 đô la Mỹ một mét vuông một tháng, tăng 2% so với quý trước và tăng 5% theo năm. Condotel Việt Nam cung chưa vượt cầu. Theo giáo sư Đặng Hùng Võ, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, nếu so sánh tổng sản phẩm của bất động sản du lịch Việt Nam với một số nước mạnh về du lịch ở Đông Nam Á như Thái Lan, thì nguồn hàng của Việt Nam còn quá thấp. Trong khi đó, tăng trưởng du lịch của Việt Nam vẫn đang ở mức 30% một năm, thuộc nhóm đứng đầu thế giới. Vì vậy, xét về dài hạn, nguồn cung Condotel Việt Nam chưa thể vượt cầu. Tình trạng giảm giao dịch hiện nay chỉ mang tính địa phương và tức thời. Và lý do chính của sự sụt giảm là những nhược điểm về chính sách, pháp luật. Bất động sản dọc kênh Nhiêu Lộc lọt tầm ngắm nhà đầu tư. Hiện nhiều nhà đầu tư đang rất quan tâm đồ án chỉnh trang đô thị gần 110 ha đất dọc kênh Nhiêu Lộc, trong đó có cả nhà đầu tư nước ngoài. Được biết, khu đất trong đồ án nằm tại các phường 7, 9, 10, 11, 13 và 14 thuộc quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Khu vực này sở hữu vị trí đẹp, diện tích đất lớn và chủ yếu là đất sạch nên rất nhiều nhà đầu tư quan tâm đăng ký thực hiện. Hiện đã có một số nhà đầu tư gửi đề xuất tham gia như Sunny World, Khang Thành Phú. Quý vị và các bạn có thể truy cập vào bấtđộngsản.com.vn, kênh thông tin số 1 về bất động sản để tìm hiểu thêm về các thông tin trên và các thông tin hữu ích khác của thị trường bất động sản.